chị sẽ vẽ phần nhị hoa. Tiếp theo là cánh hoa. Sau khi vẽ xong bông thứ nhất, ta sẽ vẽ tiếp bông hoa thứ hai tương tự bông hoa thứ nhất. Bây giờ thì vẽ cách đường thẳng để tạo thành cành. Cuối cùng là sẽ vẽ thêm các lá cây, nữa là ta đã vẽ xong được bông hoa thủy tiên xinh xắn. Bây giờ ta cùng nhau tô màu cho bông hoa thủy tiên nhé. Chúc các bạn nhỏ vẽ được một bông hoa đẹp. Nhớ đăng ký ủng hộ chị nhé. Cảm ơn các bạn nhỏ của chị.